cả nhà ơi, xin mời cả nhà thu hoạch cái món mướp chung với Hiền. Hôm nay tính tranh thủ ra thu hoạch sớm hơn, nhưng mà lu bu quá cho nên tới hôm nay mới thu hoạch. Hay có mấy bà kiến đen mà chú đang biết làm cái gì nữa đây cả nhà. Một trái, hai trái. Công nhận là Hiền ăn mướp mà Hiền không ngán á cả nhà, Hiền ăn hoài được hoài á. Nó rất là, nó là một cái loại rau rất là dễ ăn. Ba, bốn, úi giời, em này em hơi bị già nè. Cái trái nào già già á cả nhà, mình nấu canh á, mình chỉ việc gọt vỏ nó thôi. Còn cái canh á thì cái này nó lấy ra Hiền để hạt lại cũng được, cắt rồi nó không đi là cả nhà biết rồi. Rồi mình nấu canh đó cả nhà, mình không có cắt nhỏ được đâu, nó già rồi. Mình chỉ để vô nồi canh để cho nó ngọt nước thôi. Ôi giời, đang trái nữa nè cả nhà, trái mướp hồ lô. Ôi trái này nó già rồi mà nó nhỏ xíu, mà Hiền để cho nó già luôn để Hiền lấy hạt. Dạ, còn không cả nhà ơi, hay còn đang trái nữa nè. Cái dạng mướp này hôm nay là nó cho Hiền ăn được rất là nhiều quả rồi đó. Nãy giờ mấy trái rồi ta? 1, 2, 3, 4, 5 hết trái nha ha. Ở đây là một trái nhỏ nè. Ồ, cái nhỏ mà nó muốn già. Đây, nó vẫn còn non nè, cắt ăn luôn. Cắt trái này luôn nha cả nhà. Thì muốn cắt để cho nó coi cho nó ra thử thêm nữa không? Ở đây còn không ta? Rồi, góc bên đây hết rồi đó cả nhà. Rồi góc bên kia. Ôi cả nhà ơi, ở đây nè, có một trái nó nằm dưới đất. Ôi trời, nó nằm ở dưới đất cái nó bị thối luôn rồi, uổng quá. Nó chạm đất cái nó bị thối rồi. Thì sẽ cắt trái này ra bỏ, dùng sức luôn trái mới, là trái mới. Ôi trái này nó già lắm rồi cả nhà, nó già mà Hiền có thể thấy giờ là nó cứng ngắc luôn rồi. Có nghĩa là cái trái này nó siêu già rồi, cho nên Hiền sẽ để lại để dành làm giống. Vài bữa nữa cái trái nó khô lại á, nó thành một ca màu nâu á, nâu đậm á, là cái đó là mình để làm giống được. Để Hiền coi còn trái nào nữa không. Ô, ở bên đây nè cả nhà, bên đây thấy còn hai quả nữa nè. Đây cả nhà, một quả ở đây nè, vẫn còn mềm non nè. Hiền rờ mà nó mềm là Hiền biết nó còn non, còn rờ nó cứng là nó già rồi. Cái này là cái trái bí gì bên này, bí spaghetti á cả nhà, bí mì Ý. Trái này nếu mà được Hiền sẽ để cho nó già làm giống. Ủa hồi nãy Hiền thấy hai trái mà sao giờ qua có một trái ở đây nó bị che lại. Dạ, đây nó bị che lại đây nè cả nhà. Rồi hôm nay thu hoạch cũng được nhiều mướp quá trời ơi. Nhóc mướp hết trơn luôn. Này cả nhà, thấy cái món mướp của Hiền không cả nhà? Nếu mà nó non vậy thì Hiền đoán là mình ăn được vỏ luôn á. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hôm nay được 9 trái mướp hết cả nhà ha. Ngoài ra ở dưới đây là cái cây ớt nhỏ xíu mà đang ra trái rất là to, ớt habanero của ông Chris. Ở bên kia là Hiền trồng trong chậu là 2 cây, còn đây là Hiền có thêm 1 cây nữa. Cái cây trong chậu là nó mau lớn hơn, còn cây này là nó chậm hơn nè, nhưng mà bây giờ nó cũng ra, bắt đầu ra trái rồi nè. Trái này chín quá, Hiền cho nó xuống đi. Đó cả nhà thấy không, cái ớt habanero lùng tủng à, trái bự. Vài bữa nữa trái nó sẽ bự hơn nữa, cây bự hơn là trái sẽ bự hơn nữa nha cả nhà. Đây là có cây cà trắng. Cái này bứt không được, cái cà này là Hiền sẽ phải cắt thôi cả nhà. Hiền tính bứt nó mà nó không đi này. Đây
Đây là cà trứng. Đó. Ở đây nữa cả nhà. Đây, trái cà tím. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Về đi nhà Mỹ ra đi. Đây. Bên đây. Hiện thấy nó mấp mé, à, mà chưa bự, hai trái này chưa bự. Ngộ trời lạnh mình nó còn ra mới ngộ chứ. Rồi. À, bên đây. Bên đây vẫn còn trái cà trứng nữa nè cả nhà. Đấy. Ôi. Trái nhìn cưng quá. Dễ thương cả nhà ha. Ý con là phô mai hả? À, chili. À, ý con hỏi là mẹ hái ớt á hả? Ừ đúng rồi, mẹ mới hái ớt. Còn cây đây nữa nè. Mẹ trồng 3 cây lận. Thấy không? You mean the flat one? Yeah. Two in there and one in here. Yeah? Yeah. Mẹ mới hái xong rồi. Con tính hái hả? Yeah. Cả nhà nói với Hiền đó là cái nón con áo quật bị rách. cái nón này em thích nhất là bị rách nè. Thì tại vì nhầm khi đi chợ mà quên mua á cả nhà, nên chừng nào đi chợ á con nhớ nhắc mẹ mua cho con nữa nha, mua nón nha. Hy vọng là ở chợ vẫn còn bán nón em bé. Nhầm khi đi về cái bên mà em thì lại thích đội nón này nhất, tại vì em thích giống như ba mẹ vậy đó cả nhà, đội cái nón Việt Nam vậy đó. Cả nhà ơi, ở đây mời cả nhà thu hoạch cái mớ rau cần chung với Hiền, hôm trước là được 2 cây. Sao hôm nay thấy có 1 cây vậy ta? Đây. Ui dạ. Giòn dễ sợ luôn. Cái này mà thí dụ như Hiền thu hoạch mà Hiền không ăn á, thế Hiền cho mấy ông bà bủ nha Hiền, tụi nó ăn. Tụi nó mê rau lắm cả nhà ơi. Mấy đứa đó nó mê rau lắm. Cho nó nhiều rau nó cũng ăn hết hết trơn. Nó mê rau hơn cả trái cây á. Trái cây nó ăn ít hơn mà rau là nó nhiều cũng ăn hết hết. Đây, được nhiêu đây. Ở đây Hiền muốn hái cái mớ lá dứa. Mời cả nhà hái chung với Hiền. Em đi nhiều chuyện cả nhà. Em nghe tiếng ai mà nói chuyện á, cái em đi ngóng. Mình người lớn mình đâu ngóng. Rồi. Hiền muốn sang ra quá. Đây nè. Không biết cả nhà có biết cách sang lá dứa trồng chưa ha. Nếu cả nhà chưa biết thì Hiền có thể chia sẻ cho cả nhà biết. Mình hái tiếp đi cả nhà. Hiền trồng một bó lá dứa để Hiền vô Hiền làm cái món sữa đậu, các loại đậu á. Oh, nó gãy ra nguyên mớ luôn rồi nè. Đây này, không biết cái này vài bữa nữa nó có lên lá lại không, Hiền không biết nữa. Thì ở đây là Hiền sẽ cắt cái này ra. Ở đây cả nhà ơi, Hiền sẽ sang một cái cây lá dứa ra trồng ha. Hiền thấy nó có dính rễ nè, cho nên Hiền sẽ cắt ra. Hôm trước Hiền trồng là nó cũng gì nè cả nhà. Cũng là cái phương pháp này nè, chiết nó ra mà có dính rễ. Thấy lá dứa thì thấy cũng dễ sang lắm. Đây nè, gì nè cả nhà. Ôi cái rễ nó, cái rễ nó khá sâu luôn nè cả nhà, nhìn thấy không cả nhà. Thì sẽ quay lại gần cả nhà xem ha. Đây nó có dính rễ như thế này nè. Đó, rễ chà bá lửa thế này là mình sẽ đem mình trồng được thêm 1 cây nữa. Thì ở đây có thể là Hiền trồng nó ở đây luôn nè cả nhà, cho nó thành một cái cây riêng lẻ luôn á. Tại vì cái này nó là một chùm. Đó, chùm đây nè. Cái chùm này là có thể sang ra nhiều cây lắm, nhưng mà hôm nay Hiền sẽ quyết định sẽ sang ra 1 cây trước thôi. Rễ nó cũng sâu quá chứ ta. Đây nè cả nhà, Hiền cắt nó ra để Hiền chia hái cây ra. Xong rồi bây giờ thì Hiền sẽ trồng nó ở đây luôn, tại vì ở đây còn cái chỗ trống nè. Đó, như thế này thì nó sẽ thành một cái cây nữa.
rồi vài bữa nữa rất là nhiều, nó nhảy ra nhiều lắm. Cái mình muốn trồng nữa, cái mình đem đi chỗ khác mình trồng thêm nữa. Cá nhân Hiền thì Hiền thấy bao nhiêu đây cây là nó cũng đủ ăn cho đối với Hiền. Tại vì á, vài bữa cái nó ra, vài bữa nó ra. Thí dụ như mình muốn thì mình có thể lấy cái dây gì đó buộc vô để cho nó ra cái rễ trụ hơn. Oh no, what happened? Broken. No. Tiêu rồi. Thì thấy cái rễ lá dứa là nó rất là bự luôn. Không ngờ nó bự tới vậy luôn trời. Nè, cái cây này nè, mình muốn nó vững để nó ra thêm những cây con á, thì mình có thể lấy cái dây mình buộc nó lại. Nè cả nhà, hiện lấy cái dây này nè. Cái dây này thì nếu mà cả nhà Úc có thể mua rất là dễ, kêu là flapping tap hay gì á. Nó mình buộc nó lại như thế này. Buộc sơ sơ được rồi. Vậy nè, buộc nhẹ nhẹ thôi. Là vài bữa nó ra rễ nha cả nhà. À quên, nó ra rễ rồi, vài bữa nó sẽ đứng vững hơn. Cả nhà ơi, tại hôm nay thì hai mẹ con của Hiền xin kết thúc video thu hoạch ở đây. Hiền lại ở nhà phim sau. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt vui. Hy vọng cả nhà sẽ thích chia sẻ với đăng ký kênh ủng hộ gia đình Hiền. Tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.